Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đã quay trở lại cái kênh Nhà Hoang này. Theo cái lời mà hôm trước mình đã hứa với các vị khúc mày khúc mạch ở đây, mình quay lại để mà cúng. Không biết các bạn hôm trước là có coi cái video đấy không? Nhưng mình xin thuật lại một chút là hôm trước là chỗ đây các bạn, là mình đang khám phá cái căn phòng này mà đi cái nhà này và đi tới chỗ đây thì cái cánh cửa nó ngã xuống các bạn. Hôm nay thì nó ngã xuống thì mình đến thấy mà vẫn còn y nguyên. Ngay đó là cái bị đồ với lại cái thùng mình đem đến để chuẩn bị, lát nữa mình sẽ cúng cho các vị ở đây nha. Thì hôm trước các bạn xem clip thì cũng biết là cái cửa thì nó ngã xuống, nó đập xuống đúng mình đó các bạn. Và mình sợ quá mình chạy ra đây. Thì cũng cắm cổ chạy theo quán tính thôi chứ cũng không biết. Thì chạy ra đây là ngã xuống cái bờ rào này các bạn. Ngã xuống đè dẹp cái bờ rào. Các bạn thấy cái chỗ đấy không? Đè dẹp cái bờ rào vô đấy luôn các bạn. Hả? Thì mình thấy nó cũng khá là linh thiêng cho nên hôm nay mình hôm đó mình đã giấy hiển linh thì mình cúng, thì hôm nay mình đến mình cúng nha. Thì sẵn đây là mình triệu hồi xem có hiện tượng gì không nha. Bây giờ mình soạn đồ ra và đặt camera nha. Thì hôm nay mình đến mình cúng thì mình có mua đây là bánh kẹo các bạn ha, và đây là giấy tờ vàng bạc tiền, đây là đồ vàng bạc và đồ cúng, đây là nước các bạn ha, và 2 cây tiền cầy và nhang nhang các bạn ha, hương á, và mình có thêm theo lá bùa nữa nha các bạn. Đây là lá bùa trấn quỷ nè các bạn nha. Lá bùa này đã được tẩm châu sa nha các bạn. Lá bùa thì dễ là dễ như vậy, nhưng mà phải có tẩm châu sa thì nó mới có hiệu nghiệm linh ứng nha, để mà trấn quỷ trừ ma nha các bạn ha. Thì cái vật để mình tế lễ là như thế này. Thì cái lá bùa này là mình để mình phòng thân thôi, trường hợp mình cúng mà mình gọi hồn á mà nó có hiện tượng gì thì mình sẽ dùng cái lá bùa này để mình trấn yểm, để bảo vệ bản thân mình nha. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành cúng nha các bạn ha. Mình đốt 3 cây hương. Thôi mình đã cúng rồi các bạn, đã giấy xong khấn xong, thì bây giờ mình tiến hành ngồi đây để nó chờ thôi.
Hôm bữa mình nhớ là mình ngồi chỗ này các bạn, mình nhớ là mình đi đến tới chỗ này các bạn, mình đứng chỗ này không được các bạn. Thì mình nhớ là hôm đó là cánh cửa nó ngay kia các bạn. Mình nghe tiếng đột rột đó là mình từ nhà trên đây mình đi xuống, xuống đây mình quay bằng vòng 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 đây, mình nghe cánh cửa nó kêu đột rột, mình quay như đây này, cánh cửa nó ngã xuống đây này. Mình vừa cách nhau khoảng tầm một gang tay nữa là đại động mình rất là mê. Các bạn xem video thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có lẽ là chờ cũng hơi lâu nữa các bạn. Mình đi ra đây có chuyện một chút, đi tìm các bạn ơi. Mình thì giải quyết xong mình vô rồi các bạn, nãy giờ thì chắc cũng lâu rồi à, chắc là các vị cũng vừa thưởng thức cần xem rồi ha. Hình như là mình thấy có rất là nhiều cái đốm trắng nó bay các bạn, nhưng mà mình không biết có phải là đang hay không. Thì thưa các vị khúc mày ở đây, thì hôm nay các vị đã đến tận hưởng cái buổi tiệc hôm nay, con dân tặng như lời đã hứa, thì các vị hãy hiển linh để cho con biết là các vị có tồn tại và sử dụng những gì con cúng ngày hôm nay. Hình như không có gì các bạn. Chắc mình phải giấy tìm lần nữa. Thưa các vị khúc mạch nơi đây, thì nếu các vị có ở đây thưởng thức những gì con cúng hôm nay á, thì các vị hãy hiển linh để cho con biết là các vị có tận hưởng cái hoa quả hương quả mà con cúng hôm nay. Tin nào có đâu, ôi ôi, có đèn các bạn ơi, mình phải dùng cái lá bùa này mình đốt, mình tán nhiễm nhanh chứ không, rất là nguy hiểm.
mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Đà Phật. Mọi thứ như mình yêu được các bạn. Thôi mình xin kết thúc cái buổi video đó nha các bạn. Như vậy là có hiện tượng nha các bạn. Điều hồi thành công ha. Thì thôi mình xin dừng video ở đây nha. Mình dọn dẹp đồ để mình về nha các bạn nha.